Một người phụ nữ chạy xe đạp với tốc độ nhanh liên tục quơ tay, sau đó bất ngờ đâm vào xe ô tô đang di chuyển khiến nhiều người đi đường hốt hoảng. Đoạn clip được quay lại vào chiều ngày 19 tháng 2 trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy người phụ nữ đi xe đạp có hành động khó hiểu, một người đi đường đã dùng điện thoại quay lại. Sau khi người phụ nữ đi xe đạp bị ngã, những người trên xe ô tô đã bước xuống để xem xét tình hình nhưng không rõ câu chuyện được giải quyết ra sao. Đoạn clip hiện đang được lan truyền trên nhiều hội nhóm diễn đàn. Trong đó, nhiều người đã đặt nghi vấn người phụ nữ trên cố tình dàn cảnh để ăn vạ. Một tài khoản cho biết cũng từng rơi vào tình huống gần tương tự nhưng đã phản kháng lại.